Dạ, nhà đất em xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay em đang tải lên một mảnh đất vườn cà phê ở tại xã Jun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nha quý anh chị. Và đây, trước hết thì em giới thiệu lô đất chúng ta. Đây là cái cổng đây ạ. Cái cổng sắt gia chủ làm đây ạ. Hiện tại bây giờ là đang khóa cổng, em không có đi chạy xe vào đây được. Đó, cái đường xe ô tô của em. Từ vị trí đây, chúng ta đi ra tới đường bê tông của đường liên thôn. Đấy, bán kính trong vòng khoảng 150 mét thôi nha quý anh chị, 150 mét thôi đấy, ô tô em vào tới cổng vườn đây ạ. Và ra tới đường tỉnh lộ 438 thì khoảng 800 mét đổ lại là chúng ta theo hướng này ra tới đường tỉnh lộ 438 và về tới trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì bán kính trong vòng khoảng 3 cây số ạ. Về tới ủy ban nhân huyện Chư Sê cũng như là quốc lộ 14A, trường học cấp 3, bệnh viện, ngân hàng vân vân thì bán kính trong vòng khoảng 6 cây số đổ lại nha quý anh chị, 6 cây thôi ạ. Và theo con đường tỉnh lộ 438 đây, chúng ta đi về hướng thành phố Bà Rịa Gia Lai thì khoảng 30 cây số thôi ạ. Và điều đặc biệt, lô đất chúng ta có một cái trường học cấp 1 và một cái nhà thờ lớn ở đây ạ. Chỉ cách lô đất chúng ta nhà thờ khoảng một cây số đổ lại thôi. Thì em sẽ bay lấy cam quý anh chị sẽ thấy ạ. Và đây, hôm nay em đang tải một lô đất có tổng diện tích là 2 hectare 7 nha quý anh chị. 2 hectare 7 với chất đất đỏ màu ba gian, đất của chúng ta bằng như sân bóng luôn ạ. 2 hectare 7. Trong đó có 1.300 cây cà phê. Cà phê tơ nha quý anh chị nhá. Toàn bộ giống mới TR4 đây ạ. Đây, cà phê đây ạ. Nói chung là cà phê này thì năm nay thì trái cũng không được bao nhiêu. Theo em đánh giá với gia chủ chia sẻ thì được khoảng cỡ tầm 2 tấn cà tươi thôi ạ. 2 tới trên 2 tấn cà tươi. Bởi vì cà vào này bắt đầu năm nay mới vào thu bói ạ. Đất chúng ta có giếng khoan, điện ba pha đầy đủ đây ạ. Khu dân cư nhé quý anh chị nhé. Đây là khu dân cư. Đây là con đường bờ lô gia chủ để đi vào phục vụ cái vườn của chúng ta. Ô tô thì đi vào tới giữa vườn luôn. Con đường này gia chủ chia làm đôi ra, tức là ở giữa vườn hai bên. Đó, cà phê tơ đây quý anh chị. Toàn bộ giống mới TR4 nhá. Cà này thì chúng ta chăm sóc vào là sang năm là chúng ta có nguồn thu mạnh này ạ. Trái em thấy cũng có đây ạ. Rồi được khoảng 2 tới 3 tấn cà tươi thôi. Một lô đất gần khu dân cư. Có một số bà con em thấy có ở xung quanh cái vườn của chúng ta đây. Chúng ta có thể về định cư làm nhà ở tại đây. Cho con em chúng ta đi ăn học cũng rất chi là gần. Ra tới trường cấp 1. Bán kính trong vòng khoảng 1 cây số đổ lại. Đấy, cà phê đây. Cà phê này em thấy xanh đẹp lắm ạ. Toàn bộ cà phê tơ nhá. Phải nói là một lô đất bằng đẹp. Gia chủ đang cần tiền đưa ra một cái giá rất hợp lý ạ. Tổng diện tích là 2 hectare 7 này thôi. Gia chủ đang đưa ra cái giá chỉ có 1 tỷ 750 triệu thôi ạ. Bao sang tên cho quý anh chị. Vẫn còn gia lộc nhẹ nha quý anh chị nhá. Một cái giá quá hợp lý luôn. Chúng ta về đây định cư sinh sống, mới vườn này chúng ta có thể trồng cây ăn trái sầu riêng hoặc chúng ta làm trang trại chăn nuôi. Đó. Và đây cái diện tích 1 hectare dưới đất không đây ạ. Diện tích này là trước kia gia chủ trồng toàn bộ tiêu nhá. Tiêu chết hết rồi. Đó, thì bây giờ gia chủ là để đất không. Đất này bây giờ chúng ta cày lên chúng ta có thể trồng dâu nuôi tằm. Chúng ta có thể trồng chanh dây hoặc là làm khu trang trại chăn nuôi ở đây hoặc trồng sầu riêng vân vân nhá. Em thấy cái chất đất này cực tốt này, cỏ này quý anh chị thấy à? Cỏ mà nó lên cỡ đây thì đất này quý anh chị thấy biết tốt thế nào rồi. Và đây cà phê thì em thấy rất chi là còn xanh. Đẹp đây ạ. Cà phê này về chúng ta chỉ cần chăm thôi là sang năm bắt đầu vào thu chính đấy ạ. Này. Ô, cà phê dưới này trái nhiều. Đó, vườn cà phê đây ạ. Một lô đất thuận tiện về mọi mặt nhé quý anh chị nhá. Với tổng diện tích 2 hectare 7 này phù hợp cho một gia đình. Chúng ta ở xa về đây định cư với cái giá quá rẻ luôn. Nếu em tính ra trung bình chỉ có 600 triệu, trên 600 triệu một hectare thôi ạ. Ở khu vực này ở ngoài kia là toàn, quý anh chị cứ về đây hỏi, toàn bộ là 900 tới 1 tỷ một mẫu hết. Bởi vì lô đất này là thuộc huyện Chư Sê, rất gần huyện Chư Sê. Bán kính trong vòng chỉ 6 cây số thôi là chúng ta ra tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê luôn ạ. Với cái giá chỉ nhô 600 triệu trên 1 hectare. Rất chi là hợp lý.
Rồi, mọi thông tin chi tiết quý anh chị liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975582442 và kết nối Zalo để em chia sẻ bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị ạ. Đất đã có, chúng ta đã có đầy đủ bìa đỏ pháp lý. Tổng diện tích này có 2 cái bìa nha quý anh chị nhá, có 2 cái bìa. Một cái bìa diện tích 1 hectare rưỡi và một cái bìa diện tích 1 hectare. Bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi live cam để biết tiện ích xung quanh nơi đất chúng ta nó thuận tiện thế nào ạ. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video gần nhất ạ.